Lifeline, bài độc dưỡng gan của công ty Princess Lifestyle, được bào chế từ những tinh hoa của các loại dược thảo nên không có phản ứng phụ. Thuốc đạt chuẩn GMP Hoa Kỳ thuộc loại sản phẩm cao cấp với công hiệu kỳ diệu. Lifeline giúp bài trừ những độc tố trong cơ thể, tăng cường khả năng tiêu hóa, thanh nhiệt, giải độc, đồng thời lại hồi phục những vết thương của làn da, giúp da trắng sáng, mịn màng, tươi trẻ hơn. Uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên, giá bán 28 đồng, free shipping cho Hoa Kỳ. Mọi chi tiết xin liên lạc Bảo Thi Sốt 1800 899 5565.